Vào tháng 5 năm 1980, Dorothy Jane Scott đột nhiên biến mất trong một hoàn cảnh vô cùng bí ẩn. Vấn đề là trước đó, Dorothy đã nhận được vô số những cuộc gọi đáng sợ từ một người đàn ông không rõ danh tính. 4 năm sau vụ mất tích, hài cốt của cô được tìm thấy bởi một người công nhân. Thế nhưng cho đến tận ngày nay là gần 40 năm đã trôi qua thì vụ án của Dorothy Jane Scott vẫn chưa bao giờ được phá giải. Dorothy Jane Scott sinh vào ngày 23 tháng 4 năm 1948 tại Anaheim, California, nước Mỹ. Mẹ của cô là bà Vera và cha của cô là ông Jacob Scott. Vào năm 1976 là năm Dorothy 28 tuổi thì cô sinh được một cậu con trai đặt tên là Sean. Cô là một người mẹ đơn thân, cha ruột của Sean là Dennis Terry, sống cách hai mẹ con 3.500 km ở Missouri. Và thực ra thì người đàn ông này không được nhắc đến quá nhiều trong tiểu sử của Dorothy. Vào năm 1980, Dorothy 32 tuổi và cậu con trai của cô là Sean 4 tuổi đang sống ở nhà người dì Shanti Scott tại Stanton, California. Nhà người dì này cách nơi làm việc của Dorothy khoảng 20 phút lái xe và nơi làm việc của cô lại rất gần với nhà của cha mẹ ruột. Vậy nên thông thường thì cô sẽ lái xe qua gửi con trai tại nhà cha mẹ rồi sau đó mới lái xe đi làm. Dorothy được bạn bè đồng nghiệp mô tả là một người đáng tin cậy, chăm chỉ và tốt bụng. Ngoài ra thì cô ấy còn là một người sùng đạo và đến nhà thờ vào mỗi cuối tuần. Dorothy hướng nội, cô không hẹn hò và cũng không ra ngoài quá nhiều. Cô dành phần lớn thời gian rảnh rỗi của mình để chơi với cậu con trai. Cùng năm đó là năm 1980 thì Dorothy bắt đầu nhận được những cuộc gọi bí ẩn từ một người đàn ông không rõ danh tính. Kể cả là ở nhà hay là ở nơi làm việc, Dorothy đã nói với người thân và bạn bè rằng giọng nói của người đàn ông này rất quen thuộc, thế nhưng cô lại chẳng thể nhớ ra nổi người đó là ai. Điều đáng sợ là mặc dù những cuộc gọi đều đến từ cùng một người, nhưng nội dung của nó lại khác nhau. Đôi khi hắn sẽ bộc lộ tình cảm với Dorothy, nhưng đôi khi lại là những câu nói vô cùng đáng sợ, thậm chí hắn còn đe dọa sẽ làm hại cô nữa. Ví dụ như là khi tao tóm được mày, tao sẽ chặt mày thành từng khúc để không ai có thể tìm thấy mày nữa. Nói chung là người đàn ông này đã thừa nhận với Dorothy rằng hắn đang theo dõi cô. Hắn biết rõ cô đã làm gì vào ngày hôm đó và cô đang mặc quần áo màu gì. Và rõ ràng là hắn đã làm điều đó để khiến Dorothy kinh hãi. Đỉnh điểm là có một lần Dorothy đã nhấc máy và hắn đã yêu cầu cô nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Ở đó thì cô đã nhìn thấy một bông hồng héo khô được kẹp trong kính chắn gió ở chiếc ô tô của mình. Những cuộc gọi này đã kéo dài hàng tháng trời và nó thực sự khiến Dorothy khiếp vía đến mức mà cô đã phải đăng ký một khóa học dạy karate và thậm chí là trang bị vũ khí phòng thân. Vào ngày 28 tháng 5 năm 1980, như bao ngày bình thường khác, Dorothy lái xe chở con trai đến nhà của cha mẹ và sau đó là lái xe đến chỗ làm. Ngày hôm ấy thì cô có một cuộc họp muộn vào 9 giờ tối. Trong khi cuộc họp diễn ra thì một người đồng nghiệp nam của cô là Conrad Boschen có vấn đề về sức khỏe. Sau đó thì Dorothy đã cùng với một người đồng nghiệp nữ là Pam Head đưa Conrad đến một trung tâm y tế gần đó. Theo lời của Pam thì trên đường đến bệnh viện, Dorothy đã ghé qua nhà để nhắn với cha mẹ và nhắn với con trai rằng cô sẽ về muộn vào tối ngày hôm đó. Và cô cũng đã thay chiếc khăn choàng đen của mình thành một chiếc khăn choàng màu đỏ và sau đó thì họ tiếp tục đưa Conrad tới bệnh viện. Tại bệnh viện thì bác sĩ đã xác định rằng Conrad đã bị cắn bởi một loài nhện có tên là quá phụ đen. Trong khi Conrad được điều trị thì Dorothy và Pam đã túc trực ở bên ngoài sảnh bệnh viện. Pam đã nói rằng Dorothy đã ở bên cạnh cô ấy mọi lúc. Vào 11 giờ đêm ngày hôm đó thì Conrad được xuất viện mặc dù anh ấy vẫn còn đang trong tình trạng rất là yếu ớt. Lúc đó thì Dorothy đã đề nghị rằng Pam và Conrad hãy chờ đợi ở sảnh và một mình cô ấy sẽ đi ra bãi đậu xe ở phía sau. Cả ba đã đồng ý với quyết định này nhưng hai người đồng nghiệp đã không thể nào ngờ được rằng đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy Dorothy còn sống. Trước khi ra bãi đậu xe thì Dorothy đã đi vào nhà vệ sinh chừng một vài phút. Trong khi chờ đợi thì Pam và Conrad cũng vào hiệu thuốc ở gần sảnh mua thuốc và quá trình đó kéo dài khoảng 5 phút. Sau đó thì họ đã ra sảnh để chờ đợi Dorothy đánh xe ra nhưng không thấy. Chờ đợi khoảng 15 đến 20 phút thì họ đã quyết định đi ngược ra bãi đỗ xe để tìm cô ấy. Thế nhưng khi họ vừa nhìn thấy xe của Dorothy thì chiếc xe đã đột nhiên nổ máy và lao thẳng về phía họ. Đèn pha đã khiến cả hai chói mắt và họ không thể xác định được ai là người đang ngồi sau vô lăng. Họ đã vẫy tay để thu hút sự chú ý của Dorothy, thế nhưng chiếc xe đã đi ngang qua họ. Sau khi lao thẳng ra bãi đậu xe thì chiếc xe rẽ về phía bên phải và sau đó đèn xe tắt ngấm. Ban đầu thì Pam và Conrad đã nghĩ rằng có lẽ đã có chuyện khẩn cấp xảy ra với con trai của cô, thế nên Dorothy đã phải về nhà ngay lập tức. Thế nhưng đã vài tiếng trôi qua mà không thấy cô ấy liên lạc lại, nên hai người bạn đã gọi về nhà cho cha mẹ của cô và ngạc nhiên là họ nói rằng Dorothy chưa hề về nhà. Pam đã gọi điện để báo cảnh sát ngay lập tức,
Thế nhưng các bạn biết đấy, cảnh sát đã ngó lơ nó. Dorothy là người lớn và cô ấy mới chỉ biến mất khoảng vài giờ đồng hồ, nên việc này vẫn chưa thể nói lên được điều gì cả. Thế nhưng chỉ vài giờ sau đó là vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 5 thì chiếc xe hơi của Dorothy đã được tìm thấy trong một con hẻm cách bệnh viện khoảng 16 km và nó đang trong tình trạng bốc cháy rừng rực. Thế nhưng mà Dorothy thì không có ở trong xe và cảnh sát bước đầu xác định đây là một vụ bắt cóc. Khoảng một tuần sau khi Dorothy mất tích, mẹ của cô là bà Vera đã nhận được một cuộc gọi từ một người đàn ông không rõ danh tính. Hắn đã hỏi rằng bà có biết Dorothy Scott không? Và khi bà Vera trả lời là có, thì hắn đã nói rằng tao đã bắt được nó rồi và sau đó hắn cúp máy. Sau khi nhận được cuộc gọi kỳ lạ này thì bà Vera đã báo cảnh sát. Thế nhưng cảnh sát đã cấm gia đình không được tiết lộ thông tin này cho giới báo chí vì họ nghĩ rằng nếu như chuyện này lộ ra thì nó sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình điều tra. Thêm 2 tuần nữa trôi qua, cha của Dorothy là ông Jacob Scott đã thực sự tuyệt vọng với sự trì trệ trong điều tra của cảnh sát, thế nên ông đã nói tất cả với một tòa soạn báo địa phương. Vào ngày 12 tháng 6 năm 1980, bài báo đầu tiên về sự mất tích của Dorothy James Scott đã được in ấn. Họ đã treo thưởng 2.500 đô cho bất kỳ ai có thể cung cấp được thông tin về tung tích của Dorothy James Scott. Và vào ngay ngày hôm đó thì tòa soạn báo ấy đã nhận được một cuộc gọi nặc danh từ một người đàn ông. Hắn ta nói rằng, tôi đã giết cô ấy, tôi đã giết Dorothy Scott, cô ấy là tình yêu của tôi bắt quả tang cô ấy ngoại tình với người đàn ông khác nhưng cô ấy đã phủ nhận, thế nên là tôi đã giết cô ấy. Ngoài ra thì người đàn ông này cũng đã cung cấp thêm một vài thông tin không có trên báo để chứng minh rằng hắn chính là người đã theo dõi Dorothy James Scott. Ví dụ như là vào đêm ngày 28 tháng 5, hắn biết rằng Conrad Boston đã bị nhện cắn. Hắn cũng biết rằng Dorothy đã thay một chiếc khăn màu đen thành một chiếc khăn màu đỏ sau cuộc họp nhân viên. Hắn cũng nói rằng Dorothy đã gọi điện cho hắn vào cái đêm trong bệnh viện ấy. Thế nhưng mà người đồng nghiệp Pam Head đã bác bỏ tuyên bố đó vì cô nói rằng Dorothy đã ở bên cạnh cô mọi lúc. Thế nhưng mà mình nhớ rằng có một đoạn khi mà cả ba rời khỏi bệnh viện và Dorothy nói rằng cô ấy sẽ đi ra bãi đậu xe ở phía sau một mình thì trước lúc đó cô ấy có đi vào nhà vệ sinh chừng một vài phút. Thế nên cuộc gọi có thể được thực hiện trong quá trình Dorothy ở trong nhà vệ sinh mà người đồng nghiệp Pam không hề hay biết hay không. Thế nhưng mà sau mọi sự nỗ lực thì vụ án vẫn đi vào ngõ cụt. Thế nhưng điều đáng sợ là sau khi Dorothy mất tích thì gia đình của cô vẫn nhận được những cuộc gọi đáng sợ vào mỗi chiều thứ tư hàng tuần. Nội dung chỉ xoay quanh việc hắn nói rằng đã bắt được Dorothy và đã giết chết cô ấy. Những cuộc gọi thường rất ngắn gọn và thường chỉ xảy ra khi bà Vera ở nhà một mình. Cảnh sát đã cài đặt một số thiết bị tại điện thoại của gia đình, thế nhưng cũng không thể xác định được kẻ ở đầu dây bên kia vì những cuộc gọi thường quá ngắn ngủi. Dường như hắn ta biết được điều đó, hắn làm vậy chỉ để trêu ngươi cảnh sát và gia đình của nạn nhân mà thôi. Những cuộc gọi rùng rợn đó cứ thế diễn ra cho đến tháng 4 năm 1984, tức là dòng dã 4 năm trời. Lần này hắn đã gọi điện vào một buổi tối và ông Jacob Scott đã nhấc máy. Hắn không nói gì mà chỉ cúp máy ngay lập tức. Và những cuộc gọi đã không còn diễn ra trong vòng 4 tháng sau đó. Đó cũng là lúc thi thể của Dorothy được tìm thấy. Vào ngày 6 tháng 8 năm 1984, một công nhân xây dựng đã phát hiện ra những mảnh xương chó nằm rải rác cách đường lớn chỉ khoảng 10 mét. Sau khi đào sâu xuống một chút thì anh ta mới tá hỏa phát hiện ra rằng ở bên dưới còn có rất nhiều xương người. Xương đã cháy thành than một phần và những nhà chức trách tin rằng nó đã ở đó trong vòng ít nhất là 2 năm. Tại sao lại có lý luận như vậy? Là vì có một vụ cháy rừng đã càn quét khu vực này vào năm 1982. Một chiếc nhẫn và một chiếc đồng hồ màu ngọc lam cũng được tìm thấy ở gần đó. Chiếc đồng hồ đã dừng hoạt động vào đúng 12 giờ 30 phút sáng ngày 29 tháng 5, chỉ khoảng 1 giờ sau khi Pam Head và Conrad Boston nhìn thấy xe của Dorothy rời khỏi bệnh viện lần cuối cùng. Hơn một tuần sau đó thì tất cả xương được xác định thuộc về Dorothy Jane Scott. Tuy nhiên khám nghiệm tử thi lại không tìm ra được nguyên nhân cái chết. Mình không tìm được thông tin tại sao lại có cả xương chó ở đó, liệu chú chó đó có phải thuộc về tên sát nhân hay không? Và mình thì cứ suy nghĩ mãi về việc hay là vụ án này có liên quan đến một hình thức hiến tế, nên nhớ rằng xương của chú chó được chôn nông hơn so với xương của nạn nhân. Sau khi tin tức về việc tìm thấy thi thể lan rộng khắp thành phố thì cha mẹ của Dorothy lại nhận được một cuộc gọi nữa. Giọng của người đàn ông lại vang lên ở đầu dây bên kia và lần này hắn hỏi rằng Dorothy có nhà không? Và đó cũng là cuộc gọi cuối cùng. Tang lễ của Dorothy Jane Scott được tổ chức vào ngày 22 tháng 8 năm 1984 với sự tham gia của rất nhiều người. Tất cả họ đều tỏ ra vô cùng thương tiếc với người mẹ trẻ.
Vì có quá ít thông tin nên vụ án này dần dần chìm vào quên lãng. Ông Jacob Scott qua đời vào năm 1994 và bà Vera Scott qua đời vào năm 2002. Cho đến khi cả hai qua đời thì họ vẫn không biết được ai là người đã sát hại con gái mình. Quả là một vụ án vô cùng kỳ bí. Rõ ràng là Dorothy đã biết được có kẻ đang theo dõi cô, nhưng cuối cùng thì sự việc đau lòng vẫn xảy ra. Và một kẻ sát nhân bệnh hoạn, kẻ vẫn gọi điện cho người nhà nạn nhân mỗi tuần và để lại những lời nhắn đáng sợ. Vụ án xảy ra vào năm 1984, gần 40 năm trôi qua và có thể hung thủ vẫn còn sống. Vụ án này có được lật lại một lần nữa hay không? Chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi.